quay đi hồi cho em chứ. Nè, mấy anh quân đội tới chạy trọ nhà mình rồi đó nghe mọi người. Mấy người ở đâu ở yên đó đi nha. Có mấy anh quân đội gì đó, tiếp tế lương thực rồi nha. Thấy bộ đội phát đồ, dù trời đã tối mịt, các chị em cổ vũ vang cả khu phố. Mới đây, một cô gái đã chia sẻ video ghi lại cảnh các chiến sĩ chống dịch tiếp tế đồ ăn cho bà con dù trời đã tối mịt. Háo hức khi thấy các chiến sĩ màu xanh, nhưng nàng ta vẫn không quên nhắc nhở. Mọi người, ai ở đâu, ở yên đó đi nha. Công an quân đội tiếp tế lương thực rồi nha. Dường như đã quá phấn khích nên các cô gái có phần lớn tiếng. Tuy nhiên, những người xem video hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác khi lần đầu tiên thấy anh bộ đội đến tận nhà. Thậm chí khi các anh đã đi xa thì cô nàng vẫn thét vọng theo. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha anh. Video dù mới đăng tải nhưng đã thu về hàng trăm nghìn lượt xem. Cư dân mạng nhận định dân vốn yêu quý bộ đội nên khi thấy các anh họ reo vò cổ vũ cũng chẳng quá lạ. Thậm chí ở nhiều chỗ bà con lúc nào cũng nấu ăn, chăm cho các chú trực chốt như chính con cái trong nhà vậy. Những ngày gần đây hình ảnh bộ đội xuất hiện đầy rẫy trên mạng. Chỉ chừng đấy thôi cũng đủ thấy bà con miền Nam cảm kích đến nhường nào. Nhận được sự quan tâm của các quân nhân phía Bắc vào hỗ trợ. Dù trời Sài Gòn lúc này nắng đang gay gắt, khi lại mưa như trút nước, nhưng chiến sĩ chẳng ngại khó khăn. Họ luôn chấp hành đúng mệnh lệnh, di chuyển từng đoàn để công việc diễn ra suôn sẻ hiệu quả nhất.